Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay Đạt sẽ quay cho anh em một cái vlog là giới thiệu một cái hồ câu cá của một anh mình tên là hồ tên là Phương Trang. Nó nằm ở ngay chân trung tâm huyện Điện Thoại luôn. Hôm nay mình sẽ quay cái vlog để mình giới thiệu toàn bộ cái giải câu hôm nay như thế nào ha. Bây giờ thì mình sẽ chỉ đường đi cho các bạn. Hiện tại là mình đang có mặt tại ngay chân dòng xây vừa qua cầu treo. Bây giờ mình ở ngay chân cái móc này đi, rồi anh em muốn đi thì bắt đầu từ cái móc này mình chỉ đường cho đi cho dễ ha. Đây là cầu treo huyện Điện Thoại. Khi đổ xuống cầu treo huyện Nhận Thời thì anh em sẽ gặp cái dòng xây này nè. Thì cầu treo mình đi hướng thẳng xuống phải không? Mình đi thẳng luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình tới ngã tư chỗ Nam Bình nè. Mình rẽ phải, mình qua cái cầu chỗ này. Cầu gạch tráng nè. Em thấy bạn không? Rồi, mình sẽ qua cầu gạch ngang này. Tại đây thì mình gặp nghe ba ghé ra chợ đó anh em. Nhưng mà anh em vẫn cứ chạy thẳng với mình nha. Chạy thẳng mình để ý có cái nhà cao cao nè. Cái nhà yến cao cao nè, anh em thấy không? Nhà yến cao cao mấy bên tay trái nè. Mình chạy lên theo hướng nhà yến rồi nè. Mình chạy từ từ chỗ cầu Gạch Tráng lên đây tầm khoảng cỡ 200m là sẽ gặp một cái bảng cây xăng. Nè, để đi thấy không? Đây là cái bảng cây xăng nè. Bên tay phải. Còn bên tay trái là có một cái chỗ là Nhật Duy cầm đồ mua bán xe cũ. Kế bên là chỗ nhà nghỉ Thiên Kim. Em thấy không? Rồi ở đây có cái bảng là nhà chợ Hoàng Thiện nữa nè. Rồi anh em mình nó có một cái hẻm bên tay trái nè. Mình sẽ rẽ vào cái hẻm này, mình đi thẳng vào trong. Mình sẽ rẽ vào cái hẻm này, mình đi thẳng thôi. Bây giờ chạy tới đây là gặp cái hàng cao chua nè. Em thấy không? Có cái hàng cao nè. Nó có thêm một cái đường để cái đường rẽ trái vào nữa nè. Rồi mình tiếp tục mình chạy theo đường này ha. Rồi rẽ trái vào tới đây anh em. Rồi hộ mấy bên tay phải mình đây. Hôm nay mấy anh em xuống cũng đã đông lắm rồi nè. Để gọi điểm sơ coi vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, bên kia có 6 cần rồi. Bóp cám vui vẻ lên sao nhăn quá vậy anh? Có ai bắt bóp, có ai ép anh bóp rồi anh quạo quá trời. Anh Phương chủ hồ nè anh em, mà anh Phương cũng quạo luôn. Sáng nay ai cũng quạo chứ. Cháo em vô chai sẵn vậy đó hả? Wow. Hôm nay có tiệc chiêu cuối luôn nè. Chai trung bình chai nhiêu? Chai 300 không? 500. Chai nhiêu tiền? Chai cỡ 5 xỉ. Vô chai này khoảng 200. Triệu mấy. Giọng với cháo nữa vậy em? Ủa cám viên này là ngâm cám thô, đánh cám thô luôn chứ đâu có trộn thêm gì nữa hả? Đâu mấy anh em ở đâu xưa là... Cái nước kêu dừa phải không? Ủa sao khang tiếng dữ vậy kia? Hồ của anh Phương thì toàn cá lớn không anh em? Cá dao động từ 4kg đổ lên, 4kg cho tới 9kg mấy, 10kg.
heo của anh Phương là mình lúc trước mình nhớ là 8,5 kg, mà giờ không biết là anh lấy heo nhiêu. Nguyên bữa nay quýnh cháo hả quýnh bún Nguyên? Dạ. Bữa nay quýnh cháo hả quýnh bún? Cậu quạt tôi đâu rồi chạy? Nãy sợ anh chơi không nghe. Má đã bỏ hoài hoàng tứ trắng. Trời ơi, cái dàn bún của thằng Nguyên nè. Anh em chơi cá vòng vòng Cà Mau chứ cũng biết biết danh tiếng của Nguyên nè mà. Đâu có khiêng nổi đâu anh em, nó phải bỏ vô xe gùa nó đẩy không à. Sẵn đây quay cách bóp cám cho anh em nào chưa biết bóp cám coi học hỏi luôn nha. Có cần tuyệt chiêu hướng dẫn gì không? Em mới vô nghề thằng. Gì không có quýnh à? À hôm nay có anh Văn nữa. Hello hello. Chào mọi người. Văn idol. Hôm nay anh cũng quýnh cám không anh? Ngày đề ba cám rồi sau đó quýnh bún của ông Hào. Là xài chung với Hào luôn phải không? Xài chung với Hào luôn. Rồi đi coi coi Hào nó có phù hộ ở đâu. Vậy là hôm nay là chăm sự nhờ Hào phải không? Chăm sự nhờ Hào. Ủa anh Phương có ghi số lên ống đâu mà bắt số chi ta, bắt số cho ngồi hay vậy? Không có, bây giờ tại vì ở đây có mười mấy cây à, nên là mình tính theo cái đầu ống á, xích lên, tức là trên này là bốn ống, thấy không? Bốn ống là một cây, bốn ống là một cây. Ai quýnh khai sinh đầu năm cho anh em cảm giác thoải mái, rộng rãi. Chơi đi, chờ có cá thôi chơi ha. Còn đây là anh Lâm, ông chùm của Trận Thời nè. Có nhiều đây nè, không biết sao quýnh nè. Sao hôm nay mồi màng yếu quá vậy anh? Cái gì chứ còn nguyên cái vàng mà sao nè anh em ơi. Thứ giữ trong đây không nè. Anh Lâm hiện tại đang là chủ của một tiệm đồ câu rất là lớn ở huyện Trần Thời. Anh em nào mà xuống huyện Trần Thời mua đồ câu đi liên hệ anh Lâm nha. Hôm nay có cháu gích nữa anh Lâm. Anh này hả? Anh này ở đâu? Anh ở đâu anh? Anh ở đâu? Đồng nghiệp mà đây không có tôi đó. Gì hả? Yếu rồi. Cần sân đốc làm anh. Gì hả? Không biết trời. Cũng làm camera thôi. Gì hả? Ồ, hôm nay đi làm gặp chung máu nghiện mà còn gặp chung nghề nữa. Mà bữa nay anh có quýnh là anh dở rồi. Dạ. Yeah. Chứ không phải anh lại anh qua YouTube không đâu nghèo. Trời ơi, em quýnh chứ em lấy cây em quýnh mấy anh đó chứ em quýnh gì. Người ta làm xong chân anh chưa có gì chân vậy anh Khánh? Trời ơi trời. Tại anh đi làm lính, bữa nay anh làm lính cho thằng đại gia nó câu. Đại gia hủ tiếu. Dạ, xin chào các ai. Xin chào các ai. Bữa nay đi làm lính cho thằng đại gia hủ tiếu nó câu. Chào anh em nha, chào toàn thể anh em. Người ta bóp mồi xong hết trơn mà đến giờ này mới trụng mồi. Trời trời ơi, bữa nay chắc nó không trả tiền luôn á. Số 14 chứ, số 14 nè. Hôm nay không biết số 14. Em dính số 14. Đúng đâu mà. Cái hồi anh Phương mình cái sức đánh này kia là sao, bình thường giờ làm sao á, để chia sẻ cho mấy mốt anh em có lại đây chơi cái. À bây giờ là nói chung ra cái thông tin về cái hồ câu giải mini của hồ câu Phương Trang á là nửa tháng mình đánh lần nha anh em, một cần 1,000,000 rồi. Nếu bây giờ bao nhiêu cần mình cũng đánh hết. Đặng ví dụ như ít mình chia ra ít, còn nhiều mình chia nhiều để tạo một cái sân chơi. Ví dụ như hồi đó giờ ở Cà Mau mình cũng ít có hồ nào mở giải á, nên tôi khuyến khích Phương là cứ nửa tháng mở giải một lần cho anh em chơi để giao lưu đồ này kia. Nếu anh em ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng gì đó
nếu mà có cảm thấy giao lưu được á thì mình xuống mình giao lưu chơi. Rồi ok, rồi cái giờ cái sức giờ bình thường để mình đánh á thì giờ giấc mình tính sao anh Khánh? À câu thịt đó hả? Ừ, câu cá thịt đó. Bây mình... giờ là hồ đặc biệt không cho câu thịt nữa, chỉ dưỡng cá để cho đánh giải mini luôn chứ không cho câu thịt nữa. Rồi vậy là cứ hẹn 15 ngày chơi đúng, cái đúng. 15 ngày chơi cái. Đúng đúng. Cứ 15 ngày là mình đánh mini lần, 15 ngày mình đánh mini là cần triệu. Giá cần mỗi cần triệu. Ok, vậy là cá nó sẽ rất là sung nha anh em. Đúng rồi. Thì nói chung mình dưỡng trong tầm 15 ngày đó thì anh em quánh thì chắc cú là bao cảm giác rồi. Rồi, cảm ơn anh Khánh về cái chia sẻ vừa rồi ha. Rồi rồi. Hồ Khánh Phương rất là rộng. Nhưng mà anh Phương chỉ ngăn lại với lại một cái góc bên đây, tổng chiều dài bên đây nó tầm dao động tầm khoảng cỡ 25 đến 30 mét chiều dài. Nè đây là góc ao nè. Về tới đây. Còn cá bên này là cá khi nào mà đã qua lưỡi nhiều quá các anh Phương sẽ dưỡng lại bên đây. Sao không móc chưa anh? Sao chưa thấy móc đi chân anh? Từ không gấp, anh mới bóc được 2 sau bánh tráng rồi. Trời ơi, giờ này mới bóc bánh tráng luôn hả? Nè, anh thấy bún không? Chưa nạp tiền với người ta đó nè. Tụi mày xuống gần anh em ơi. Này xuống trước, xuống, mình xuống sau. Từ từ. Anh cá, anh chủ yếu là anh bắt được con cá... kiếm con heo thôi à? Trước sau không quan trọng phải không? Cho anh em bắt từ từ đi. Trong cái hồ này chỉ có mình làm chơi phong cách này luôn á. Hay là cha này cháu móc rồi, cháu móc hết rồi, cháu bỏ cháu giấu ở đâu nữa nè. Chùm nhỏ nó còn gói bè hết trơn. Tại nhà bận ông Nguyệt quá, lo phục vụ cho anh em cần thủ sáng đêm luôn. Giờ mới được đi chạy đây bắt con tráng. Sáng trường sáng. Ờ. Chút tí nữa mua đồ ăn không nội ơi, nãy quên kêu luôn trời. Bởi vì đam mê. Ừ. Không khí rất là hồi hộp nha anh em. Rồi. Trời. Rồi cá lên. Trời ơi, đáng lẽ là anh văng lên trước anh văng ơi. Giống thấy đuôi quá vậy anh em. Giống đuôi quá vậy. Cá sóc nha. Rồi cá hợp lại luôn. Con nói nhỏ anh em ơi. Chó đẻ. 3 kg không? Nhiều vậy anh? Nhiều. Con nói rồi hơi nhỏ nha anh em. Dưới cái móc cá của anh Phương nhiều. Hàng 4 rồi. Hay quá Nhân ơi. Em canh ngay được khúc này luôn rồi. Heo la. Ủa chạy phê quá anh em ơi. Bự, con này bự, hàng 4 á. Phê không anh Văn? Phê. Ê, mày làm ghê Nguyên, mày làm tao hồi hộp Nguyên. Ném kìm lên ném. Sao vậy em? Nó bị dướng cái lửa vô con nhau rồi. Nãy em hạ xuống sớm á thì gấp. Dịnh tay cho anh cho nó, không nhận cho không. Nó hạ xuống dễ quá, nó chứ.
lộn ngược ra. Rồi, 7 kg ba anh em ơi. Cá 7 kg hợp lệ nha. Cá quá đẹp. Hợp lệ nha. Quá lử. Anh Giang còn đang sướng gung người luôn à. Sướng gung người luôn. Tí cỡ cỡ này ra đó. Coi con cá. Cá này bự ra. 7 kg đó. 4 mấy? 7 kg anh Duy. 4 mấy? Có gì canh là có tiền đó. Năm ký hai năm mươi anh em ơi. 5 ký 250. Thả bên kia đâu, thả bên đây đâu. Sướng quá anh ơi, sướng quá anh ơi. 5 ký 250. Sướng quá anh ơi. Dạ, em xin. Cá em lại em bấm quay cái canh cái ngay luôn kìa. Ngay cái ốc máy chạy luôn. Ngay ốc máy chạy luôn. Đây 5 ký ơi. Cá nè, cá nè. Cá lên tiếp nha anh em. Con thứ 3 rồi. Hồi nãy giờ trong vòng chưa được 10 phút nữa là ba con rồi đó. Con này lớn lắm anh ơi. Đợi cái tí ơi. Xạo miếng ra tí ơi. Cá chó không à, xeo đây. Rồi lớn cái tí ơi, xạo miếng ra. Xeo, xạo lớn, xạo lớn. Trời ơi. Trời ơi. Cầm tí rồi mà ba cá này. Rồi luôn, heo luôn. Rồi. Chết mẹ rồi. Sốc không? Dớt dớt này kìa. Hợp lại bồ ơi. Ừ bồ ơi. Bác tí ơi. Bác tí khai cần rồi không? Lại. Anh tí em muốn theo anh. Để gỡ ra đi, gỡ lấy. Ok, cá hợp lại. Cá đẹp quá. Trắng như ngọc trinh. Móc vô đây. Đây mình bỏ cá vô. Cá đang chịu cám đồ chơi nha mọi người ơi. Để coi miệng, để quay miệng cho anh em coi nha. À. Cá mới tinh luôn rồi, chưa qua lưỡi luôn rồi. Cái miệng nó còn đẹp hơn miệng ngọc trinh nữa. À, cắn mỏi nè cá. Nút lưỡi cái anh. Nút lưỡi luôn. Cá review cá ớt. Cắn nha. Quay cắn quay. Như ta. Bốn ký 45 à? 4 ký 45. Em ra càng nha em. Anh Phương chơi chú hồ chơi bòi bài gì anh Phương? Cắm. Cắm hồ không ấy. Nghe kêu hồ không nha. Anh. Có 3 phút mà Ben đi bắt cá kịp giờ.
Ủa anh Phương, nếu như mà còn một phút mà mình đang kéo cá là được tính trong tiếng đầu không? Cá nó ăn là tính à? Anh đi cá ơi, anh đi cá ơi. Đi cá ơi. Nhưng mà mình nhắm con cá mình nhỏ quá thì mình neo neo đợi tiếng sau quá không? Đâu có, cá ăn là tính giờ. Quá trời, nó về chỗ anh Phương rồi, anh Phương ơi. Anh Phương ơi, nín thở anh Phương ơi. Đó anh Phương ơi. Phương, Phương, Phương. Phương cái gì? Anh Phương, bắt ghế lại đây ngồi đi anh Phương ơi. Nó mới ủi ra nè, em thấy không? Lúc phào luôn đó. Nhưng mà nó chưa kéo. Ê, nó cạp bớt khúc hay gì mà cái phào nó bị nổi lên đó anh Phương. Hiện tại thì soi lớn nhất hiện tại thuộc về anh Văn. Con anh Văn nãy 5kg hả? Có xôi có mời Nguyên Hồ uống một hút không? Văn gì? Có xôi có mời Nguyên Hồ uống một hút không? Đâu mày đang dứt ngày đó còn gì nữa. Có cá ăn cơm Văn ơi. Con ơi, cá 26 thì bình thường đúng không? Đâu mày xạ thì bình thường à. Dính cá thì không tính thôi chứ xạ bình thường. Cá gì thì xạ. Rồi. Sao có hành trong đây chi anh? 3 tiếng là có ai? Anh... đó mà anh Nguyên. Đây, 3 tiếng. 3 tiếng nha anh em. Sướng không anh? Chào nha. Ủa sao đi qua, khúc này đi qua luôn nha anh? Mình ghé. Với ghé thăm rồi đây chúng ta. Không à. Rồi, bây giờ là mình bắt đầu mình đi chào gái nha. Dạ. Bắt tay rồi ơi, bắt tay rồi ơi. Bye bye. Rồi, ok. Biết tiếng được vô anh đó vậy? Tùy luôn anh Trần. Tiếp theo là anh Tý. Tiếng nè. Tí ra chụp hình cái ai. Đẹp trai lên đây. Đó, mà anh Tí nhiều tiếng nha. Rồi. Bắt tay cái ai. Bắt tay cái ai. Rồi, 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 ok. Rồi, cảm ơn anh luôn. Chơi ra cái gỗ hành luôn. Đó, anh Lâm lên cá anh em. Xíu anh Lâm ơi. Anh Lâm lên cá em. Cá không phải nhiều á. Nó gọi về ổ Lâm dữ lắm. Cá này chắc dữ. Con này cũng 4 mấy 5kg à. Anh Lâm đấu tay đôi luôn. Mười ký đầu tư. Cá này hơi ốm ha anh Lâm, bự mà ốm. Cá đẹp. Đây cọng dây nó dướng cái giò em, dướng cái giò. Không cảm nghe, chào anh. Hợp lại không? Hợp lại, hợp lại. Hợp lại. Rồi tại đánh cá. Cầm cá lên luôn anh Lâm ơi. Vô. Lâm. Con đầu tiên của Lâm, con này chắc bự nhất luôn quá. Con này á, con này hàng năm. Ừ, con này chắc bự hơn con của anh Văn nữa. Ơi. Chiều dài nó có mà nó à. Ốm hơi ốm nha. Là khi người ta báo cá là chúng phải lại thôi. À. Ví dụ như cá trên nước đó, cho cá lên bờ không? Cá ở dưới nước là cứ báo cho người ta hợp lại, người ta vớt lên, vớt để ở con cá dưới nước hợp lại vớt lên bờ chút. Rửa miệng là người ta không chịu nha. Rồi ok. Là lên bờ mà cứ nói không. Rồi rồi. Chịu đó. À. Ừ. Cá dưới nước nhìn lưỡi liền. Nhớ vậy. 4.7. 4.7. Comment coi lại cái.
4 cái 7 hả? Rồi, 4 cái 7 ha. 4 cái 7 hả? 4 cái 7. Con cá này nó ốm quá. Con này nhìn nó dài hơn con của anh Văn nãy nữa mà nó ốm quá. Cũng từ từ đủ cá 1.45 triệu nha anh em. Anh Lâm móc xong mà anh Lâm còn ủ nữa, thứ nào chưa nổi. Bún cơm mẻ nè. Bún cơm mẻ à? Có ngồi gai luôn không anh? Ít à. Nam Nam. Có cá là có tiền đó. Cho tao. Ừ, ba hàng. Dính. Chết mẹ rồi. Có ăn chứ cái gì vậy thùng. Hàng 4 à? Này chắc cả 41 gì à. Về. Ba tám. 78 70. Hết 4 ống rồi bạn ơi. 38 70. Trang ơi! 38 hả? Trang! Anh Nam 38 70. Ủa con này nãy trước ăn cám ăn bún như nào? Cám à. Giờ qua chị chuyển bún bánh luôn hả? Dạ. Mấy con có 5 mấy ký? 4 cái 7. Ốm? Con Lâm ốm nhất à? Con này ốm hơn nữa trời. Ừ. Cá này quá, đầu tiên là bằng 4 cái gỡ vô lên. Ừ. Con Lâm nãy dài đòn hơn con của anh Văn dài dữ luôn á. Ừ, nó ốm. Nãy nó lên cái đầu tưởng đâu vô rồi. Rồi, theo luôn rồi. Dài rồi đó. Em trai em khách ơi. À, đúng là cậu hứa uy tín. Anh em coi này nha. Thấy. Hợp lại. Ở đây có anh em đó. Lại dọn bên đây anh kéo qua vô luôn. Cả 11 lấy cân nha. Đã để ra, đúng rồi. Qua anh đây nè. Lộn quá. Dướng rồi, dướng ông dây đó, lỡ xúc múc luôn, xúc luôn. Cân qua anh đây nè. Đem xúc luôn nè, đừng có. Không có cân qua anh đây xúc. Đừng có quăng. Đừng chụp miếng. Rồi, rồi xúc đi, xúc đi, xúc đi. Cái này sao được hàng năm. Chết luôn. Lấy kèm lại Nam ơi. Kèm. Gỡ ra. Để anh dìu nó lên luôn. Từ. Gỡ cái vạt đi. Sọt cái vòi xuống gỡ cái vạt đi. Lấy kiệm cái anh Nam ơi. Kiệm đi, lấy kiệm lên luôn đi. Lấy đâu? Nắm tay cho Nguyễn kìa. Đại nó đi mua biết gì lên chứ mà. Đi. Anh nói đó giờ câu cá mình có xả đâu mày nói gì đi. Ê, cá này cũng có công chuyện lắm nghe. Ừ, má con này nó tròn lắm anh ơi, chứ không phải như mấy cái kia nó ốm anh ơi. Rồi nghe, chủ cá coi căng nha. Con này nó tròn lắm nha. Con này 4 rưỡi á. Ừ, cả 4 rưỡi. Sự lôi lại nó tới chùm nho tay. Tôi có bỏ một đá vô nghe mấy cha ơi. Rồi, dưới chân nha. Ừ. Rồi, chủ cá coi căng nha. Chưa. Mày chưa bấm, bấm cái. Chưa bấm mà bấm cho chính xác đi. Ôi, cái này là chất nhắc với Văn rồi. 4 kg 7. 4 7 1 0. Văn ơi, đi sổ. À, cậu uy tín với anh quá anh Khánh. Ra đốt đứa thuốc nói cậu vài tiếng cái cậu đưa con cá cho xài.
có soi anh Khánh luôn rồi đó. Chiều nay có thịt gà ăn với anh Khánh luôn nè. Rồi nó về nó phải ăn. Đủ mẹ bỏ cái điện thoại luôn nè. Ông dùng điện thoại không đang coi điện thoại, ông dùng điện thoại ông tóc chạy luôn à. Anh Khánh lên con cá một cái là sòng bài giải tán anh em ta sung lên lại liền ha. Anh Lâm nãy 4.7 kg. Anh Khánh ấy của anh Lâm là 4.755 hay vậy? Ông 45 nó tới 48 mà, anh nghe tới 48 mà. 47 mới nãy 4.705 của anh 4.710 anh nhớ hơn 5 gram. Ủa sao anh nghe nó 48 luôn mà? 47 à? 47 em 47. Má gì đang mất cái giải hài luôn đó hả? Để mẹ dép bây giờ không biết bỏ đâu chiếc nữa. Tí nó la tao không biết đường chạy luôn. Ông nội tí ông la cũng vừa thôi. Giục điện thoại rồi dép bọng. Báo trả rồi phải chạy lên. Quá sướng anh em ơi. Nghe quận sướng rung tay luôn quá vậy anh. Sướng luôn. Mình đâu gần gấp đâu, nó sọc rồi nó chạy âm không xả bên là nó chạy đi là thấy ok rồi đó. Ok, giờ mình chờ chủ hộ qua trao soi cho anh Khánh này chứ không chờ gì nữa. Đúng rồi. Anh Khánh giờ không chờ cá nữa đâu. Tiền của em Khánh ơi. Của anh Khánh. Anh cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn. Tặng cô chủ hộ luôn được không? Phí mãi luôn ấy. Không có 50 kg mà. Giật đâu kịp đâu. Anh ơi. Giật đâu kịp đâu. Nó nào lên mất tiền đi. Rồi cá hợp lại nha. Con má chưa tới nó hợp lại rồi. Đúng anh. Rồi lấy cái ngày luôn. Má xong rồi. Nhớ vô anh. 4570. Không sao. Cá lên. Cá lên nha. Cá ăn trong bờ nha. Anh thấy. Đồ mà trong góc. Vô góc rồi. Cuối cùng mấy anh em bên góc đó cũng có Tùng rồi. Trời ơi. Nổ mà quá có 5.640 kg. Rồi, đạp nó. Đạp. À, không chơi thì thôi, chơi cái cho đáng luôn hả bộ. Rồi 5.6 kg lặp lại nhất ngày nghe mấy anh. Rồi. Cảm nghèo. Cảm phải không? Cảm hôm nay lên cảm rồi. Quay qua đấy mất tiêu phao rồi. Mà nó không ben hả? Không, nó không phao, không tiêu nằm đó luôn. Vô góc mà ben gì đó. Ừ. Vô nó hăng thì nằm đó luôn à. Vô trong này chữ A luôn rồi, đi đâu nữa. Ok, mấy anh em cái nước là giờ có Tùng hết rồi đó nha. Có Tùng cây gọt cây khó nè. Không mà có Tùng con này nhất ngày cũng im rồi.
Lên. Anh quay được từ đầu luôn anh em ơi. Hay quá em trai ơi. Đừng có đạp anh tôi nha. Rồi đen thui rồi anh Khánh ơi. Dắt chiều nó về đó nó ăn. Nó quen rồi. Con này mập lắm. Năm ngoài luôn anh Văn ơi. Phù anh Văn khóc bây giờ. Ủa con này đẹp Văn lắm rồi. Con này mập lắm. Không, con này có hàng 4 rồi. Con nó 53, 54 rồi. Được nữa cục, nữa cục soi nữa. Lụm lại được đúng. Ê, con này cũng bự quá mà. Con này bốn dài quá. Dạ, nó phải có nó cái bản bự, bự chút nữa được. Phải nó dài mà nó bự nha. À, cá đẹp lên trời ơi. Mày nằm qua đây ơi, trở về tao coi cái miệng coi. Cái bản nó bự chút nữa. Cầm lên Nguyên, mày cầm cá lên Nguyên. Rồi, tạm như lên cái. Anh coi trên đây, anh chưa có anh chưa em không có đạp anh được đâu. 4 kg không? 4,5 kg à? 4,5 kg 40. 4,5 kg 40. Cứ anh tạo liền 4,5 kg 40 à? Kệ có soi cũng được em ơi. Cậu kéo à, chỉ có niềm vui thôi. Anh Khánh làm gì anh Khánh nhảy vô vậy anh Khánh? Anh em mình dù gì cũng chinh dưới chinh giếng ở rượu mẹ mấy chặng rồi mày nói gì đi. Đủ này chắc nổ quá anh Khánh. Nổ à. Chừng đủ ăn trên tay luôn á. Để cái phao đó mà nghe cái cốc vô cái phao đập vô cây cái. Mày. Ồ nó mò đâu vậy? Chết tôi rồi. Xe đi, chết. Không. Rồi. Tăng 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 tăng. Nhảy. Quá gì quá ta ba bận luôn rồi. Cái nữa đi. Mấy mày tính hù cao hả? Nam ơi, không được rồi tới anh nha Nam ơi. Anh không đích cho lại. Biết đâu ạ. Chơi cờ đỏ xấu thì qua đưa em. Từ 10 giờ tới hiện tại là 4 giờ chiều giờ là những lá cờ này đã có chủ nhân hết rồi anh em. Ta lấy cái, ta lấy 2-3 cái xô để chồng lên. Nào cao đứng là cao chứ. Rồi anh Phương bước vô, anh Phương bước vô chào. Nè, đó để tôi là đại diện chú Hồ, tôi chào. Rồi bắt tay bắt chú rồi coi. Cờ ba là màu vàng với màu gì nữa. Rồi mình đại diện anh Phương cảm ơn mấy anh em bữa nay đến đây để chơi cái giải hôm nay nha. Hai anh em mình hợp tác á. Ê Phan coi tiền lại đi. Rồi cảm ơn em nha. Coi tiền lại đi. Rồi ok. Trời ơi trời, mini game nữa. Chết luôn rồi. Rồi mình đại diện anh Phương cảm ơn mấy anh em, hẹn mấy anh em vào 15 ngày sau. Thì cứ cách 15 ngày là anh Phương sẽ tổ chức một cái giải mini như thế này. Là 2 tuần đó, ngay chủ nhật tuần sau nữa. Rồi mấy anh em cần thủ xa gần nếu mà có muốn giao lưu thì hẹn mấy anh em 2 tuần nữa thì mình gặp nhau tại Hồ Phương Trang nha anh em.